À, mình sẽ kéo một cây nằm dưới này nè. Thì cho con hỏi, nơi đây thật sự có những người phước mài phước mặt hay không? Hello chào mọi người, chào cô chú anh chị và các bạn quay lại kênh cấp thông học mọi người. Thì hôm nay thì mình còn nhớ cái tập mà mình ra ngoài cái chòm mộ ở đồng mọi người, cái nơi mà mình cầu bằng cách mà có không đó. Mà hôm đó mình ghi ghi cái số cái chữ nó không có chính xác đó. Nên hôm đó mình cầu nó không có rõ, thì hôm nay muốn quay lại và cầu. Thì trời thì chuẩn bị mưa mọi người, mình đi trong hơi thêm áo mưa, không hơi thở bắt mưa. Thì hôm nay mình cứ ghi cái bảng này đâu mọi người. À, mình sẽ kéo một cây nằm phía này nè, một cây nằm phía này, một cây gác ở trên. Mình sẽ hỏi, với mình có hoặc không, thấy không? Thì giờ cũng chuẩn bị mưa rồi mọi người, thì mình nếu mà mình không đi thì không có lấy cho người xem. Thì hôm nay thì mình chỉ ra ngoài đốt nhang, thôi, đốt nhang cầu mọi người, chứ không có bánh, nữa mọi người. Tại vì cả kể cả kinh phí của Tú ơi, kể cả tại làm 2 tháng mấy nay mà chưa có làm lương YouTube nữa, nên kinh phí đã cạn kiệt rồi. Thì bây giờ mình có gì làm đấy thôi, chứ lúc đầu thì cũng có anh chị ủng hộ, cô chú ủng hộ, thì Tú có được một khoản cái kinh phí để làm từ đầu 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 cái đầu ngày đầu tiên tới giờ. Thì bên đây cũng đã cạn kiệt rồi, thì bây giờ Tú sẽ làm coi sao vậy thôi. Nếu mà thật sự lên mọi, nếu mà cái người âm lên thiên là tất chắc sẽ có, tất chắn sẽ có hiện tượng ha. Bây giờ mình sẽ đi thôi, mình không có nhiều được, tại vì trời đã chuẩn bị mưa gió rất là nhiều. Thì bây giờ mình đi ra ngoài rồi mình quay mấy chuyện người sau nha. Mọi người ơi, thì hồi nãy thì mình mới đi gần tới ngoài chỗ quay luôn rồi, mà nhưng mưa quá lớn rồi chạy ngược vô rồi, thấy một lỗ luôn rồi, thấy không? Thì hồi mình canh như hết mưa sẽ đi, cái 1 2 giờ khuya, 12 giờ khuya mình đi hết, tại vì nếu mình đi thì ngày mai không có tập nào cho mọi người xem á, thì mình sẽ cố gắng thôi. Mọi người thông cảm nha, thì lúc trước hết mưa mình sẽ đi ngoài mọi người ơi. Cái chú anh chị hiện tại giờ trời đã hết mưa mọi người, thì giờ mình đi ra ngoài thôi mọi người. Mình thấy ngoài đường nhẹ, này người ta mình nói đi. Nó có sợ các phải khó đi. Nắm ra tới đây nè, chuẩn bị quay cho mọi người xem mà là bị mưa, chạy vô trống, chạy vô nhà. Mình cố gắng đi lẹ lẹ để cho ngoài cho người xem.
Thì đường rất là chợt, có thể lọc nó hầm luôn không chừng. Dạ. Cái đây hung mã trước mặt mọi người thôi. Đó rồi, có hung mã đây. Gì đó. Cho có sổ tiếp. Ở đây có sổ ôm sầm chứ. Thấy nhá, trời nhá, chính xác. Giờ sẽ đặt máy cho mình làm luôn mọi người, tại vì trời đang mưa. Bánh này chứ mình. Thấy chưa, thấy rõ chưa ta? Cái hàng đó không thấy. Ở không, đây chưa có nè. Thấy không? Đây chưa có, đây chưa không. Đây chưa có, đây chưa có, đây chưa không, đây không nè. Nào chỉ dùng hết cái đũa thôi mọi người. Dạ. Nó dùng lần này hai lần rồi đó. Chứ những cái sụi hoài vậy. Tự nhiên cái sụi xuống à, kỳ vậy. Mình sẽ đốt ngang kia. Hôm nay thì mình chỉ có đốt ngang thôi mọi người, không có đốt bánh, không có bánh gì vậy. Tại vì kinh phí mình không còn nữa mọi người. Cũng có mình nói dù kinh phí này ra, cũng có bạn comment nói mình lên xin tiền mọi người. Thì mình nói chung cũng rất là buồn mọi người. Nhưng mà cái là mình không nói thì mọi người hỏi tại sao mà mình đi cầu mình không đốt, mình không có cúng gì hết. Thì không ấy ha. Thì bây giờ mình có gì làm ấy thôi mọi người.
trái mọi người. Hôm nay cũng có ở đây, cũng lần trước cũng có ra, và cũng như là cầu ở đây, thì ông bà ở đây cũng như là cô bác ở đây, những người phúc mặt ở đây cũng đã cho con cái hiện tượng về tâm linh, cũng như con làm cái này cũng như là muốn thật sự muốn biết rõ về tâm linh thôi. Thì rất mong cô bác những người phúc mặt ở đây phù hộ cho con, cũng như là cho con một cái hiện tượng thật là rõ ràng, cũng như là để cho mọi người và con cùng biết là mọi người cái hiện diện. Thì rất mong được mọi người phù hộ. Thì con hôm nay con đến đây thì con đắp phương cho mọi người thôi. Rất mong được mọi người phù hộ. Đốt cái thuốc này. Thì ai có thuốc thì hút thuốc. Thì trời quên lão mọi người. Trong cái lúc mình chờ mình lên lẻo này thì nói chung thì mình tin chắc là không có ai mà muốn ra, nhưng mà quay xa quá mọi người không thấy nữa. Đặt xa vậy. Bây giờ để cái đèn đi, thôi sáng người dễ ấy, đem chữa buổi nó ngay ngắn thì nó cân bằng. Người thấy cân bằng như nè, đó cân bằng rồi đó mọi người. Mình đợi một xíu đi, chút xíu khi mà cho ta hưởng ngang hưởng thuốc xíu đi ha, mình sẽ hỏi mọi người thấy không. Cái trời mưa kết ếch nhái kia quá trời, thì chắc này nếu mà tính ra thì cũng khoảng 11 giờ mọi người, thì lúc mình đi là khoảng gần 10 giờ, nhưng mà bị trời mưa mình thấy đáng lại đúng 11 giờ mình sẽ đi. Mình thấy không, là hai đầu lũa hỏng chân con người. Thì có bạn nói sao mà đèn sáng quá thì đâu ai dám ra, mà có bạn nói đèn tối quá rồi không thấy gì hết. Thì giờ mình sẽ để sáng ha. Giờ mình sẽ hỏi nha. Thì hôm nay con có đến đây cũng như là muốn đốt nhang cho ông bà ở đây, những người phúc mặt ở đây. Thì con có đốt nhang cũng như là đốt thuốc cho ông bà hút, ông bà hưởng. Thì ông bà hãy phù hộ cho con, thì ông bà hãy nghe con hỏi, và ông bà nếu mà ông bà có thật sự hiện diện nếu ông bà thật sự hiện diện ở đây thì cho con đầu chữ có, chữ đũa quay chữ có. Nếu mà không có hiện diện ở đây thì chữ đũa không quay cũng được. Thì nếu mà có thì con hỏi gì, thì ông bà nếu mà có cần con giúp gì thì ông bà cứ cho con câu trả lời có hoặc không. Bây giờ mình sẽ hỏi mọi người. Thì cho con hỏi, nơi đây thật sự có những người phúc mài phúc mặt hay không? Có nha mọi người ơi, có. Thật sự nên gắt lên mọi người. Mình hỏi câu đầu tiên luôn, có liền nha mọi người.
Giờ mình sẽ sửa là cho ngay là cái mức đen, mức đỏ này đi cho nó ngay ngắn đi. Thì cho con hỏi mọi người ở đây nằm ngoài này có thấy lạnh lẽo gì không ạ? À? Có nè mọi người. À, dạ. Mình mới giống như con ai đứng trước mặt mình nhìn nè, hướng này. Hướng này nè mọi người. Hướng này nè. Mọi người đang mình thấy gì hết. Mình phải tiếp tục đi. Cho con tiếp tục cho con hỏi ha, thì ông bà ở đây có cần con giúp cái điều gì hay không? Không, không cần giúp. Mình sẽ chỉnh lại ha. Thiệt chứ mình rất là cái nơi này rất là linh, cảm thấy rất là linh mọi người, tại vì một chiếc đũa mọi người để ngang lên ít khi nào mà rất là khó khăn để chiếc đũa lên mà ngang chạm nhau vậy mà nó hỏng hết hai đầu mọi người thấy không, hai đầu đều hỏng. Thì con đến đây và cho con hỏi tiếp ha, thì con đến đây cũng như là muốn giao tiếp với cô bác ở đây, thì cô bác ở đây có thấy phiền hay là thấy buồn hay không ạ? À? Không đúng mọi người. Thì bây giờ mình hỏi tiếp. Không đụng vô quay nghe bon chủ cái lần gạch luôn. Mình hỏi tiếp tục mọi người. Thì hiện tại bây giờ con có đốt nhang. Thì hiện tại bây giờ con đang đốt nhang và đốt thuốc, thì cho con hỏi hiện tại nơi đây có ông bà cô bác nào phất mặt ngồi ở đây hưởng nhang và hưởng thuốc không ạ? Ừ, có mọi người ơi, có. Cũng vậy. Bắt đầu rung rồi đó. Ừ. Mọi người thấy nè, tàn thuốc không rớt, mọi người đúng là con người âm, đúng là con người âm là không cần thuốc, không bao giờ rớt. thì bây giờ ông bà đang hưởng như vậy, thì bây giờ khi con đợi cái thuốc tàn hết thì con có thể kết thúc với cuộc câu chuyện với mọi người hay không ạ? Rồi. Chưa cho đi. Bây giờ con đến đây và con muốn giao tiếp với mọi người phước mặt ở đây cũng đã xong rồi. Thì bây giờ ông bà không cho con đi, bây giờ ông bà cho con về đi, vì
kết thúc cuộc trò chuyện này thì con xin về. Thì nếu mà ông bà cho con về lần sau con ra đây con sẽ đem bánh và nước ra cúng ông bà, như vậy có được không ạ? Không nữa trời, sao không cho hoài ta? Sao đây? Thấy ơn mọi người, thấy ơn mọi người ơi. Mình chưa hỏi cũng xây nè. Có rồi. Ủa sao quay lại có nè, nãy không gì có mọi người. Đừng hỏi lại cái nữa rồi. Nếu mà sự quay lại có là mình về được rồi đó. Thì bây giờ con có thể đi về được không ạ? Có rồi. Bây giờ con xin kết thúc cuộc quay lại mình hỏi cái nữa. Bây giờ con xin kết thúc trò chuyện với mọi người ở đây tại đây nha. Được không ạ? Có rồi mọi người. Bây giờ mình xin mình quay cho hết tàn thuốc đi. Nãy mình hứa rồi. Mình hứa tàn thuốc mình gì à? Hàng phút mình sẽ gom đồ về nha mọi người. Con nhỏ đây gây thì chắc lên thêm rất là lên thêm mọi người. Giờ mình sẽ dẹp cái này vô đi, cái bàn này vô nè mọi người, thấy không nè, hai chiếc đũa này nha, hai chiếc đũa nằm không có cái gì cho mọi người, để không có người nói mình có làm gì với cái đũa này nữa. Nhưng mà tập trước thì mọi người nói mình cái xe điều khiển thì đã mình đã đầu video đã nói rồi, cái xe điều khiển nhưng mà nó đã hư rồi. Mình có bạn thì nói comment nói sao không lật cái xe lên có pin không, thì các bạn cũng đã thấy đó, thì lúc mà mình xách cái xe về mà có quay rõ ràng cái xe là không có pin mọi người. Thuốc tàn rồi đi về thôi, ấn quá ở đây hơi xạo quá. Giờ mình xem anh đây cắm nhà ở đâu ta, giờ mình sẽ cắm nhà như chỗ này mọi người. Vô rồi mọi người. Tức là mình đừng có hút đèn nói chuyện mọi người sao. Ây da, tôi thở ánh sáng này.
mọi người ơi. Ủa cá ngớp hết hồn chứ chứ. Mọi người ơi thì rất lên thiên rồi. Hồi nãy mình lúc mình đi, lúc mình đi về mình quái là mình nhìn giống như ai đứng vậy. Hết hồn chứ. Nhưng mà đứng nhìn theo quá 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 kìa. Bây giờ mình sẽ về mọi người. Mọi người thấy video hay thì hãy like cũng như subscribe, đăng ký cho kênh, đừng quên chia sẻ clip để cho người khác được xem nhé. Thì tổng trọng người hẹn mọi người lúc tiếp theo, bye bye mọi người nha.